Vừa qua, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba long trọng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đảng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao, Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã đoàn kết, chỉ đạo theo định hướng thống nhất, xử lý kịp thời các kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, trong năm 2019, Đảng bộ Tổng Công ty với 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã phát triển được hơn 100 đảng viên, tổ chức thành công nhiều cuộc thi về tìm hiểu tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức các buổi học tập, quán triệt, triển khai nhiều nghị quyết quan trọng của Trung ương. Năm 2019, doanh thu của Tổng Công ty đạt 25.000 tỷ đồng, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 235,5 triệu đô la Mỹ, tăng 17,5% so với năm 2018. Năm 2020, Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam phấn đấu tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo trong toàn ngành thuốc lá Việt Nam về sản xuất kinh doanh và thực hiện các chính sách định hướng phát triển ngành thuốc lá của nhà nước, giữ vai trò chủ đạo, điều tiết của nhà nước trong sản xuất thuốc lá, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại để phát triển bền vững, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao, đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên và toàn tổng công ty, bảo đảm việc làm, phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động, tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội, chủ động tham gia tích cực có hiệu quả công tác an sinh xã hội và nghị quyết 30A của Chính phủ. Bên cạnh đó, phấn đấu doanh thu đạt khoảng 24.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 211 triệu đô la Mỹ.